lặn lội vượt qua một đoạn đường đất dài, chúng tôi mới tìm thấy một khu đất nằm trên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Được giới thiệu là khu dân cư Golden Lake. Khu đất này đang được quảng cáo, giao bán rầm rộ trên nhiều trang tin nhà đất với hình ảnh những lô liền kề, biệt thự nhà vườn ven hồ rất bắt mắt. Thế nhưng, nơi đây hiện chỉ trồng bưởi và nuôi gà. Không có dấu hiệu gì của một dự án bất động sản. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, khu đất này không phải là đất thổ cư, nên không thể xây nhà hay biệt thự trên đó. Nó là đất vườn cấp cho hộ gia đình. Thế thôi, chứ còn thì không phải là đất dự án. Theo quy hoạch là quy hoạch cái khu trung tâm dưỡng lão ở cái khu vực đó. Đại diện công ty Cổng Vàng, đơn vị đứng tên trên các văn bản thỏa thuận đặt cọc mua tại lô đất trên, đồng ý cung cấp thông tin cho phóng viên, nhưng từ chối ghi hình cho biết. Công ty được gia đình chủ khu đất vườn trên nhờ cậy tìm người mua nên đã đứng ra làm trung gian. Cái văn bản đặt cọc mà bên phía môi giới giới thiệu thì có phải là xuất phát từ phía công ty mình không ạ? Công ty thì có những cái giấy tờ đó để cho khách hàng người ta có một cái để người ta nhìn vào thôi. Cái 3D này là bên anh có làm? Cái 3D này thì làm nên để khách hàng người ta dễ hình dung. Một loạt khu đất khác tại khu vực Láng Hòa Lạc, Sơn Tây, Hà Nội cũng đang được giao bán với hình thức tương tự. Theo quy trình, một công ty đứng ra thu gom một lô đất, có thể cả đất ở và đất trồng cây của người dân địa phương, sau đó lập bản vẽ, phân lô nền như một dự án bất động sản thật sự. Tiếp theo, các công ty này soạn thảo các hợp đồng góp vốn hoặc văn bản thỏa thuận đặt cọc để ký kết với các khách hàng. Để mà phân lô chia tách thửa đất ấy, là phải tất cả toàn bộ thửa đất rồi chuyển sang đất ở. Đấy, phải 100% đất ở rồi kể cả phần đường đi chừa lại là cũng phải là làm sang phần đất ở. Dự án đó chưa hoàn thành thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để bán đất nền hoặc bán nhà ở thì mọi hình thức huy động vốn dưới bất cứ tên gọi nào như là hợp thỏa thuận đặt cọc hay là hợp đồng mua bán hoặc là thỏa thuận đặt chỗ vân vân thì đều bị coi là vi phạm. Với các giao dịch này thì pháp luật không công nhận giá trị pháp lý của nó. Các chuyên gia phân tích có thể mục đích của các công ty trên là huy động vốn trước của người dân, sau đó mới tìm cách làm thủ tục để chuyển đổi những khu đất vườn, đất trồng cây lâu năm thành đất ở. Tuy nhiên, rủi ro của chiêu thức này là vô cùng lớn, bởi không ai dám chắc rằng những khu đất đầy cỏ mọc như thế này có thể chắc chắn chuyển thành đất ở như những lời hứa hẹn của các công ty và những người môi giới.